Vâng, thưa quý vị và các bạn, đêm nay là đêm sống lại mầu nhiệm tình yêu, là đêm lưu dấu lịch sử cứu độ và cũng là đêm kỷ niệm mối duyên đất trời hòa kết. Đêm mà ngôi hai Thiên Chúa đã chính thức bước vào trần gian để nhận lấy thân phận mỏng giòn của kiếp người dưới hình hài một trẻ thơ yếu đuối. Và giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi lại hành trình của lịch sử để hiểu và cảm nhận sâu hơn về tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho con người thông qua công trình sáng tạo của Ngài. Mà đỉnh cao ấy chính là việc tạo dựng con người giống với hình ảnh của Thiên Chúa, có nam, có nữ, đồng thời gọi họ hãy sinh sôi cho đầy mặt đất và thống trị nó. Dạ vâng, giờ đây kính mời quý cộng đoàn hãy cùng theo dấu chân đôi uyên ương đầu tiên của loài người. Chúng ta hãy cùng nhau bước vào vườn địa đàng xưa để hiểu được vì sao Chúa lại hứa ban đấng cứu độ cho chúng ta. Trời đất, biển cả sông ngòi cùng muôn thú vật cá biển, chim trời và các loài thảo mộc mọc xanh tươi mùa nào trái đó. Đỉnh cao của tạo dựng, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, có linh hồn thiêng liêng bất tử, có lý trí, ý chí, có tình yêu và tự do. Thiên Chúa ban cho con người trí khôn và trái tim để biết yêu thương, có lương tâm để biết phân biệt điều lành điều dữ. Sau cùng, Ngài trao cho con người nhiệm vụ quản cai chim trời cá biển và tiếp tục công trình sáng tạo bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình. Sau khi đã hoàn tất mọi việc, Thiên Chúa cảm thấy vui thích vì mọi loài mà người vừa dựng nên. Khi đi dạo một mình trong vườn địa đàng, Eva, người phụ nữ mà Chúa cho làm bạn với Adam, nghe như có tiếng ai gọi với giọng điệu chào mời quyến rũ. Eva, ôi, một cô nàng thật xinh đẹp, một gương mặt thật mỹ miều. Vườn địa đàng nơi cô đang đứng cũng thật là đẹp. Cây lao cũng xanh tươi, trái lao cũng ngọt ngào, trông thật là hấp dẫn. Có thấy chưa? Nhưng có lẽ trái của chúng không so sánh được với trái của cây này đâu. Eva ơi, cây này là cây gì mà ta mới ngửi đã thấy thơm, thật là thơm, ăn vào chắc là ngon lắm đấy nhỉ? Ồ không, không, chúng tôi không được phép ăn trái cây này. Thì làm sao tôi biết trái của nó ngon hay dở? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại không được phép ăn? Thôi, ta biết rồi, Thiên Chúa không cho vợ chồng cô ăn trái cây này chứ gì. Eva ơi, là Eva, cô thật là khờ khạo. Thiên Chúa không cho vợ chồng cô ăn vì mỗi ngày sợ ngày nào đó vợ chồng cô sẽ bằng Thiên Chúa mà không biết được tất cả tốt xấu trên trần gian này. Cô hãy tin tôi đi. Nhưng mà cô sợ ta lừa cô chứ? Lừa cô thì có lợi gì cho ta đâu. Ta chỉ muốn tốt cho vợ chồng của cô thôi. Ăn cây này được bảo Thiên Chúa thông minh sáng láng và hiểu biết như Ngài vậy,
Và như thế, vợ chồng cô sẽ dễ dàng hơn trong việc cai quản muôn loài muôn vật mà Thiên Chúa đã trao cho. Ha 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 ha. Ngài nói cũng có lý, không lẽ nào lại như thế? Thì ra là thế. Hay mình hái thử một trái xem sao? Chỉ là một trái thôi mà, chắc Thiên Chúa cũng không thấy đâu. Đúng rồi. Eva, hái thử đi, còn chần chừ gì nữa? Trái cây thơm ngon như vậy thật là quý giá. Hái đi cô, cô sẽ thấy lời ta nói với cô là đúng. Ha ha, tốt lắm. Có thế chứ, hãy đưa cho chồng của cô ăn đi. Adam ơi, anh ăn đi, ngon lắm. Ô, không được đâu, em quên lời Thiên Chúa dặn à. Trái cây này Thiên Chúa cấm chúng ta ăn mà. Anh không ăn đâu. Anh ăn đi, em ăn rồi, có sao đâu, có chết chóc gì đâu. Adam, ngươi đang ở đâu? Dạ, con đã nghe thấy tiếng ngài trong vườn địa đàng, nhưng con đang lẩn trốn vì con trần truồng. Ai đã nói cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi không được ăn? Dạ con biết, nhưng Eva đã hái cho con ăn. Eva, tại sao ngươi lại làm như thế? Dạ con đâu có muốn, nhưng mà con rắn đã cám dỗ con. Con rắn nham hiểm và độc ác kia, bởi vì ngươi đã làm điều đó cho nên ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Người dòng giống ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn mi sẽ rình cắn ngót chân người. Ta
không trốn bỏ tình ta. Đã sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thank you.
lời thưa xin vâng của mẹ Maria đã mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ơn cứu độ. Lời xin vâng của mẹ đã mở đường cho con Thiên Chúa đến với nhân loại. Ngôi lời đã trở nên người phàm trong một đêm đông lạnh giá giữa cánh đồng hoang vu. Biến cố ấy được xảy ra vào thời hoàng đế Caesar Augusto đang trị vì. Ông đã ra lệnh truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Loa! Nghe đây! Hoàng đế ra sắc chỉ, ban hành lệnh kiểm tra dân số toàn địa hạt xứ Judea. Mọi người hãy mau lên đường trở về quê quán. Để đăng ký tên tuổi của mình. Không chậm trễ, ai bất tuân, truyền chém đầu ngay lập tức. La. Ngày ấy, tại Bethlehem, sau khi lệnh của hoàng đế Augusto được ban hành, dân chúng nô nức đổ về để kiểm tra dân số, đông như chảy hội. Trong đoàn người đó có cả Giuse và người bạn đời của mình là Maria đang sắp đến ngày sinh con. Maria, em có mệt lắm không? Chúng ta đã đi suốt một ngày đường rồi. Hay là chúng mình kiếm chỗ nào nghỉ chân một chút? Chúng ta sắp tới Bethlehem chưa? Em cũng cảm thấy thấm mệt, nhưng phải cố gắng đi tiếp anh à, kẻo trời tối mất. Em uống ngụm nước đi, rồi chúng ta đi tiếp. Gần đến nơi rồi. Anh Giuse này, em nghĩ rằng đến cứu thế mà chúng ta mong đợi sắp đến rồi. Và khi Ngài đến, Ngài sẽ giải thoát nhân loại khỏi đau khổ và tội lỗi. Maria, nhìn kìa, ánh sáng đã hiện ra chói lóa trước mắt chúng ta. Chúng ta đến Bethlehem rồi. Bethlehem đẹp quá anh nhỉ, nhưng em mệt lắm rồi. Chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Anh thấy hình như phía trước kia có một quán trọ, chúng ta đến xem sao. Chủ quán ơi, chúng tôi từ phương xa đến, cần thuê một chỗ trọ. Quán trọ của tôi hết chỗ rồi, phiền ông bà đi nơi khác vậy. Chủ quán ơi, tôi xin ông rồi lòng thương giúp đỡ. Chúng tôi đã đi suốt ngày, nhà tôi lại sắp tới ngày sinh. Xin ông làm ơn cho chúng tôi một chỗ nghỉ qua đêm. Khổ quá đi thôi, chúng tôi không còn chỗ cho ông bà đâu. Maria ơi, chúng ta ra ngoài cánh đồng kia, tìm một nơi nào đó để nghỉ tạm đêm nay thôi. Vì trong thành này không còn chỗ cho chúng ta. Vâng. Giữa đêm đông giá lạnh, thành Bethlehem mọi người đều chối từ. Giuse và Maria tìm đến hang bò lừa giữa cánh đồng hoang vắng. Và chính nơi đây, con Thiên Chúa được hạ sinh. Giá
hợp lời với thiên sứ, chúng ta cùng dâng lời tung hô vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thank you.